mỡ trong máu, bà con ơi, mỡ trong máu thì nó nguy hiểm vô cùng, nhưng mà cũng có người gọi là máu bẩn. Máu bẩn là mỡ trong máu nha bà con. Mỡ trong máu này ai cũng biết hết bà con, rất là nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà khi ta gặp trường hợp mỡ trong máu thì chúng ta nên ăn những loại ăn thế này, những thức ăn này thì nó sẽ tốt cho mỡ trong máu nó giảm đi. Đó là ta sử dụng, ta ăn yến mạch, đậu gà, xà lách, hành nhân, quả bơ. Ba dấu hiệu biết có mỡ máu trong người gọi là mỡ bẩn thì người nó hay mệt mỏi. Khi ta biết như vậy là có dấu hiệu của cái máu bẩn này, là có mỡ trong máu này, thì ta thấy người mệt mỏi, tê bì chân tay, dễ bị tai biến, đột quỵ, nó gây đột quỵ dễ sợ lắm. Đau đầu, đau nửa đầu, đau tim, nhói ở tim, tức ngực, hụt hơi, mắt lúc mờ, lúc sáng, miệng thì méo, suy giảm trí nhớ, lúc nhớ lúc quên. Bà con ơi, thấy không, trở ngại mà nguy hiểm vô cùng hả bà con. Cho nên bà con gặp những trường hợp này thì bà con phải đi ngay đến bệnh viện nha bà con, đi ngay đến bệnh viện. Mà khi có như vậy thì chúng ta nên sử dụng mỡ trong máu, thì chúng ta nên ăn, nên dùng yến mạch, đậu gà, xà lách, hành nhân, quả bơ. Nó có ba dấu hiệu biết có mỡ máu là mỡ bẩn á, thì người nó hay mệt mỏi á, đó là máu bẩn rồi đó nè, là mỡ trong máu, tê bì chân tay, dễ bị tai biến, gây đột quỵ, đau đầu, đau nửa đầu, đau tim, nhói ở tim, tức ngực, hụt hơi, mắt sáng mắt mờ, miệng thì méo, suy giảm trí nhớ lúc quên. Bà con ơi, kênh chúng tôi ra một ngày 4 video cùng nói về chuyện sức khỏe không. Bà con nào thấy được thì đăng ký để video sớm đến với bà con và ủng hộ cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn bà con. Xin chào.